Người xưa đã có câu đàn ông xây nhà, phụ nữ xây tổ ấm. Bởi thế muôn đời nay, phụ nữ Á Đông hầu như vẫn là người chăm lo các việc trong nhà, từ cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ. Dù cuộc sống ngày càng bình đẳng, cánh mày râu đã siêng năng săn sẻ việc nhà với hậu phi, nhưng dường như tay nghề bếp núc vẫn chưa lên mấy. Thế thế hệ có biết bao tình huống vui nhộn khi các ông chồng vào bếp. Mới đây, lại thêm một câu chuyện cười ra nước mắt khi hậu phi nhờ chồng rửa quả mướp đắng. Việc tưởng dễ chơi như đang rổ ai cũng có thể làm, nhưng anh chồng này lại thực hiện một cách khó hiểu khiến ai cũng phì cười. Theo đó, cô hậu phi cho hay, nhờ chồng mỗi việc rửa mướp đắng, quay lại thấy thành quả liền, gọt sạch sẽ. Chồng em giỏi quá. Ảnh chụp màn hình. Chẳng hiểu muốn biểu lộ cho hậu phi thấy hay sao mà anh chồng này nhiệt tình gạo giỏi quả mướp đắng dù hậu phi chỉ nhờ rửa. Nhưng nhiệt tình cộng thiếu hiểu biết thì lại biến thành phá hoại đấy. Trong trường hợp này may mắn không xôi bỏng bỏng không, nhưng nhìn quả mướp đắng mà y chang dưa chuột thì ai nấy cũng phì cười. Ngay sau cô hậu phi trẻ đăng tải, hội chị em đã bàn tán rôm rã. Rất nhiều người còn nhiệt tình vào kể xấu chồng với những tình huống tương tự. Sao đã bằng mình, nhờ người chơi ý bóp gan gà với muối, quay đi quay lại thấy còn mỗi sơ gan. Quẩy thì người chơi ý bảo bóp hoàn thành rửa sạch chỉ còn thế thôi. Ăn cũng được mà. Vỗ tay hoan hô cái nào. Ha ha. Giống chồng em, về bà nội chơi, bà nhờ làm mướp đắng thì anh quay qua hỏi câu, phải gọt giỏ không bà? Em nhìn tưởng dưa leo. Gọt thế này hoàn thành còn toàn hạt. Hẹ hẹ. Đàn ông mà, đôi lúc hỏi những câu ngô nghê buồn cười lắm. Ảnh chụp màn hình. Hiện tại, bài đăng này vẫn đang thú vị sự để ý của đông đảo thành viên trong hội bí mật nọ.